Một phụ nữ Nam Triều Tiên 25 tuổi bị nghi đã nhiễm virus Zika tại Việt Nam, theo bản tin của Tân Hoa Xã đã đăng tải ngày 9 tháng 5. Theo báo Tuổi Trẻ, giới thẩm quyền Nam Triều Tiên đã xác nhận bệnh nhân này lây nhiễm virus Zika. Đây là bệnh nhân thứ tư người Nam Triều Tiên nhiễm virus Zika. Bà bị nhiễm sau khi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong một tháng và vừa rời Việt Nam về nước vào ngày 1 tháng 5. Nếu bệnh nhân này thực sự bị nhiễm virus tại Việt Nam, thì đây là ca Zika thứ 3 tại Việt Nam. Hai ca trước đã được báo cáo tại tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC báo cáo hồi tháng 3 rằng ít nhất hai phụ nữ đã nhiễm Zika trong lúc mang thai đã quyết định phá thai. Trong khi đó, theo Bộ Y tế công California của Mỹ, quận San Diego ở tiểu bang này đã trở thành điểm nóng đối với virus Zika, chỉ đứng sau Los Angeles. Theo các số liệu thu thập từ đầu năm 2015, điểm nóng này được xác định dựa trên con số lây nhiễm Zika có liên quan tới các chuyến du hành sang châu Á. Virus Zika được cho là có liên quan tới tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Các ca lây nhiễm thường là do muỗi truyền, nhưng có những ca bị cho là có thể đã lây nhiễm qua đường tình dục.